Rồi thầy nhắc lại nha, số điểm cực trị của hàm trị tuyệt đối f nó sẽ bằng số điểm cực trị của hàm f, tức là số điểm ban đầu, số điểm cực trị ban đầu của hàm f và cộng với số nghiệm bội lẻ của phương trình f bằng 0. Rồi bây giờ thầy sẽ đi xét. Câu số 64 này thì f chính là cái hàm ở bên trong này thôi đúng không? Như vậy đầu tiên thầy sẽ đi xét hàm số f là hàm số nằm bên trong dấu giá trị tuyệt đối. 3x mũ 4 trừ 4x mũ 3 trừ 12x bình cộng m. Khi mà thầy đạo hàm thì nó mất m rồi, cho nên chắc chắn là thầy sẽ tìm được cực trị thôi. 4 nhân 3 12x mũ 3 trừ 3 nhân 4 cũng là 12 luôn. X bình trừ 24x rồi tiếp tục thầy sẽ đi lập bảng biến thiên luôn. Mà muốn lập bảng biến thiên thì sau khi có x rồi thầy phải tìm được y của nó đúng không? Thầy tìm luôn y của nó coi bằng mấy thì mình thay vào trong cái hàm số f thôi. Bằng không thì dễ nè, x bằng không thay vào đây thì thầy sẽ được m đúng không? Tiếp tục x bằng 2 thầy thay vào đây thì bấm máy tính đi cho chắc ăn, mình sẽ nhập vào là 3 lần x mũ 4 trừ 4 lần x mũ 3 trừ 12 x bình. Rồi sau đó thầy con thôi, tại x bằng 2 thầy con số 2 nó ra trừ 32. Như vậy chỗ này có nghĩa là thầy sẽ được trừ 32 cộng m đúng không? Tại vì ở phía sau còn cộng thêm m mà, tức là m trừ 32. Rồi tiếp tục tại x bằng âm 1 thì thầy sẽ con âm 1 vô, nó ra trừ 5. Như vậy có phải nó sẽ là 32 m trừ cho 5 không? Như vậy chỗ này thầy được x nè, hàm của mình đang là hàm f đúng không? Vậy chỗ này là f phẩy, cuối cùng là f thì nó sẽ đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Thầy đang được ba nghiệm là trừ 102. Rồi tại ba nghiệm này thì f phẩy bằng 0. Tiếp tục điền dấu, dấu của mình thì f phẩy đang là cái phương trình bậc 3 này, bậc 3 mà có đủ ba nghiệm. Như vậy ba nghiệm này là ba nghiệm đơn thì cái khoảng từ 2 đến cộng vô cùng nó sẽ cùng dấu với hệ số a, mang dấu cộng. Chỗ này trừ, chỗ này cộng, chỗ này trừ. Đó, như vậy trên đây dấu trừ thì đi xuống nè, chắc chắn là đi xuống, nó sẽ là từ cộng vô cùng đi xuống đúng không? Xuống đây tiếp tục tăng lên đến m, rồi lại giảm xuống m trừ 32, rồi tiếp tục lại tăng lên đây là cộng vô cùng đúng chưa? Rồi như vậy bây giờ tới đây thầy sẽ áp dụng cái mà hồi nãy thầy nói với em đó, là đây nè, số điểm cực trị của hàm trị tuyệt đối nó sẽ bằng số điểm cực trị của hàm ban đầu cộng với số nghiệm bội lẻ của phương trình f(x) bằng 0. Rồi như vậy bây giờ cái bài toán này người ta đang yêu cầu mình là có 7 điểm cực trị, 7 điểm cực trị. Trong đó cái hàm f ở bên trong dấu giá trị tuyệt đối thì bản thân của nó đã có mấy điểm cực trị rồi? 3. Đúng rồi, đây 3 điểm cực trị là trừ 1, 0, 2. Như vậy thì có phải nó muốn có 7 điểm cực trị thì cái phương trình f(x) bằng 0 mình đang cần có thêm 4 điểm không? Đây, rồi như vậy thì áp dụng cái đó thì từ cái bảng biến thiên này. Rồi, thầy ghi ngay, ngay chỗ này nha. Yêu cầu bài toán khi và chỉ khi. Khi phương trình f(x) bằng 0 có 4 điểm phân biệt đúng không? Như vậy bây giờ em coi cái đường y bằng 0 nó đi như thế nào để nó cắt cái này tại 4 điểm phân biệt. Như vậy thầy sẽ đi biện luận cái đường y bằng 0 nè. Nếu mà đường y bằng 0 mà nó thấp hơn trừ m trừ 32 luôn thì có cắt không? Đúng rồi, có cắt, đâu có cắt chỗ nào đâu. Nếu y bằng 0 chỗ này là thua rồi, đúng không? Còn nếu mà nó bằng đúng m trừ 32 thì nó chỉ tiếp xúc được bên đây thôi đúng chưa? Nó cũng đâu có cắt bên trái này đâu, tại m trừ 5 nó cao hơn m trừ 32 mà. Như vậy tiếp tục, nếu như mà nó cao hơn m trừ 32 một chút xíu, nằm đây nè, cao hơn tí xíu thôi nha, nằm đây là đường y bằng 0. Thì lúc này có phải em thấy nó sẽ cắt tại 2 điểm không? 2 điểm nhưng mà cũng không thỏa luôn, tại vì thầy đang cần tới 4 điểm lận. Bây giờ nếu như mà nó đúng bằng ngay cái chỗ m trừ 5 luôn, cái đường y bằng 0 đúng ngay m trừ 5 luôn nè, thì nó cắt tại mấy điểm nè? 4 điểm. Đúng 4 điểm chưa? Nó bằng m trừ 5 nha, đây chính là đường mới 3 thôi, mà chỗ m trừ 5 thì nó lại tiếp xúc nữa đúng không? Thì nó cũng đâu có đạt được chạy được đâu. Như vậy khi mà nó bằng đúng m trừ 5 ngay chỗ này nè, thì bên đây là cái nghiệm kép bỏ luôn. Vậy tóm lại thì cũng chỉ có 2 nghiệm ngay chỗ này thôi, là không được đúng không? Như vậy bây giờ nếu mà không được thì thầy cao lên nữa. Bây giờ nếu mà nó lớn hơn m trừ 5 mà nó bé hơn m thì sao? Lớn hơn m trừ 5 bé hơn m này, thì cắt mấy điểm nè? Đây 1 điểm nè, 2 điểm nè, 3 điểm, có phải đủ 4 điểm không? M trừ 5 thì nó phải bé hơn 0 và bé hơn m đúng không? Hoặc là thầy ghi ra như thế này để một lát nữa mình dễ giải. M trừ 5 bé hơn 0 và 0 thì bé hơn m chứ gì. Đó, tức là nó kẹp giữa m trừ 5 và m. Rồi bây giờ tiếp tục thì lại tăng lên nữa. Nếu như mà cái đường y bằng 0 nó bằng m thì nó cắt tại mấy điểm?
nó bằng m luôn. Vậy có phải là bên đây nó cắt một điểm nè, tại m thì nó tiếp xúc thì bỏ rồi đúng không? Bên đây điểm thì chỉ có hai điểm thôi, vậy không được rồi. Còn nếu như mà nó lớn hơn m luôn, lớn hơn m luôn thì mấy điểm? Thì bên đây một điểm, bên đây hai điểm thôi, vậy không được rồi chứ gì. Đó. Như vậy thầy chỉ có một cái trường hợp nó thỏa thôi, là cái đường y bằng không nó phải kẹp giữa m trừ 5 và m. Rồi như vậy từ đây thầy giải ra m được chưa? M trừ 5 bé hơn 0 tức là m bé hơn 5. Dưới này không bé hơn m tức là m lớn hơn 0 đúng không? Như vậy từ đây m nó sẽ thuộc từ cái khoảng từ 0 cho đến 5. Đề bài nó kêu mình là đếm giá trị nguyên đúng không? Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m? Như vậy từ 0 đến 5 có phải mình sẽ được 1 2 3 4 à? Là 4 giá trị nguyên thôi. Chỗ xe.